chiều dòng điện. Rồi, quy tắc bàn tay trái có 3 yếu tố. Vậy thì bạn ánh cho cô biết trong cái câu A này đã có yếu tố nào rồi? Thưa cô, đã có chiều dòng điện và chiều lực điện từ. Rồi, chiều dòng điện là chiều đi như thế nào đấy ánh? Chiều dòng điện là chiều đi từ trong ra ngoài. Đi từ trong ra ngoài tức là đi ra được chưa? Chúng ta nói ngắn gọn là đi ra ha. Đi từ trong ra ngoài là đi ra, đúng rồi đó. Rồi tiếp lực điện từ nào? Lực điện từ đi từ trái sang phải. À, lực điện từ hướng sang phải hoặc là đi từ trái sang phải. Nha, chúng ta kết thúc ở chữ phải cho cô. Đi từ trái sang phải tức là lực điện từ hướng về phải, bên phải. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc bàn tay trái để chúng ta xác định yếu tố còn thiếu trong hình. Đó là yếu tố nào ánh nhỉ? Yếu tố còn thiếu là yếu tố nào? Tôi có chiều của đường sức từ. Chiều của đường sức từ. Rồi cô mời bạn ánh và cả lớp cùng đặt tay nào. Theo quy tắc bàn tay trái, đặt bàn tay trái lên. Tuấn Kiệt đặt đi nha. Hôm bữa bài kiểm tra điểm hơi thấp đi, đặt đi rồi cô cho gỡ điểm. Cực bắc ở đâu thì chúng ta hướng lòng bàn tay về đó, cực về về đầu đó cho cô. Cực bắc ở phía dưới, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Cực bắc ở trên, hướng lòng bàn tay lên trên. Nha. Cực bắc bên phải, hướng lòng bàn tay sang phải. Đó cô nói đó, nghe nha. Cực bắc nằm bên trái, chúng ta hướng lòng bàn tay qua bên trái. Đó, cứ như vậy mà làm thôi. Rồi cô đã thấy một số bạn đặt rồi. Long đặt đi Long. Long đặt vào chính giữa màn, đặt vào màn hình cho cô. Quân đặt đi. Trung Vi cô đã thấy đặt rồi ha. Quốc Huy đặt đi Quốc Huy. Minh Nhật cô thấy rồi. Mai Nhi chưa nè. Gia Huy chưa. Tấn Phát chưa. Hồng Phượng chưa. Hoàng Nam ơi, sao mà để hình nền cô không thấy gì luôn á. Rồi Tuấn Kiệt điều chỉnh camera đi để đặt tay cho cô. Cô chưa nhìn thấy tay của bạn đâu hết á. Đình Thắng cô không thấy luôn. Quỳnh Anh không thấy. Có một số bạn đặt thôi nha. Có Bảo Ngọc đang đặt rồi nè. Hồng Ánh rồi. Hoàng Oanh đặt đi. Rồi. Thanh Tùng nè, cô đã thấy ha. Rồi, các bạn cùng kiểm tra với cô nha. Quân đặt lên Quân. Tuấn Kiệt đặt lên Tuấn Kiệt. Lòng bàn tay cô chưa nhìn thấy lòng bàn tay của các bạn nha. Đặt bằng lòng bàn tay đi. Cực Bắc ở dưới thì lòng bàn tay cứ hướng xuống dưới cái đã. Ta cứ đặt thoải mái đi. À, cô xin lỗi, chưa biết Cực Bắc ở đâu hết. Xin lỗi các bạn. Lực điện từ đang hướng về bên tay phải. Dòng điện đang đi ra. Nhờ các bạn đặt làm sao mà đặt nha. Lòng bàn tay hướng ra. Đây, hướng ra thoải mái đi. Ví dụ cô đặt như vậy đi ha. Đó. Bởi vì dòng điện hướng ra mà, do đó từ cổ tay đến ngón tay giữa của cô phải hướng ra ngoài. Đó. Còn trong trang vở các bạn sẽ đặt như vậy này. Trang vở ở dưới thì lòng bàn tay hướng ra ngoài như vậy. À, từ cổ tay đến ngón tay hướng ra ngoài ha. Đó. Ở trên trang giấy, trên màn hình cô phải đặt như thế này. Đó. Nhưng mà lực điện từ đang hướng sang phải cơ. Đó cô phải điều chỉnh tay làm sao cho lực điện từ hướng về bên phải. Hướng làm sao? Như vậy. Đó, cổ tay đến ngón tay đang hướng ra. Ngón tay cái chõi ra này, về bên phải. Đó, như vậy có vẻ phù hợp nè, xem các bạn có đặt giống cô không? Xem các bạn có đặt giống như cô không hay là các bạn đặt kiểu khác nào? Đây cô đang đặt như vậy. Có mình cô đặt thôi vậy. Minh Nhật ơi, đặt kiểu gì vậy Minh Nhật? Đây. Lực điện từ đang hướng về bên tay phải. Dòng điện đi ra, Hồng Ánh đặt đi. Cô có đặt đúng không các bạn? Nhìn kiểm tra coi cô đặt đúng chưa? Kiểm tra xem bàn tay cô đặt như vậy đúng không? Một bạn cho cô biết nào, cực bắc đang nằm ở đâu vậy? Long nào, cực bắc đang ở đâu vậy Long? Cô là cục bắc đang ở phía dưới. Cực bắc đang ở phía dưới hả? Nếu cực bắc ở phía dưới Đây thì là lòng bàn tay của chúng ta phải úp xuống dưới. Úp xuống dưới. cục Nhưng mà bắc úp xuống dưới thì phía không được rồi. Úp xuống dưới thì lực điện từ hướng về bên trái đâu được đâu Long. Đây, trên rồi, phía nếu úp trên. xuống như thế này, lòng bàn tay úp xuống thì cực bắc mới ở dưới nha. Vậy lòng bàn tay phải ngửa lên này. Bởi vì dòng điện đi ra, cực bắc hướng lực điện từ hướng về bên phải, như vậy phải đặt như vậy nè. Đó, đặt như cô đúng rồi đó. Như vậy, lòng bàn tay đang hướng lên trên thì cực bên trên sẽ là từ cực bắc nha. Đó, chú ý cho cô. Đó. Bên trên là cực bắc thì bên dưới sẽ là từ cực nam. Đó. Tương tự như vậy, giờ đặt cho cô 3 câu về còn lại, đặt nhanh nha, không giải thích nhiều nữa. Rồi cô B đặt tay đi, xác định chiều của đường sức từ hay là chiều của lực điện từ đó. À, chiều cực bắc cực nam, cô xin lỗi các bạn nha. Rồi Quân đặt cho cô trên màn hình coi. Quân đặt. Đặt lên trên màn hình cho cô nhìn thấy Quân ơi. Rồi Quân đặt đi để các bạn kiểm tra nha. Các bạn khác cũng tự đặt đi để kiểm tra. Quân đặt lại cô xem coi.
Cực Bắc đang ở bên nào quân? À, cực Bắc chưa biết nha. Dòng điện đi ra hay đi vào quân? Đi ra không? Dòng điện đi ra thì lòng bàn tay của các bạn phải hướng ra nha. Đây, hướng ra đây. Còn như thế này là hướng vào nè. Đó. Lòng bàn tay phải hướng đi ra ngoài, ra ngoài khỏi màn hình vi tính. Còn trong trang vở là đi ra khỏi trang vở. Đó. Nha, đi ra đi quân, cho cổ tay đến ngón tay hướng ra ngoài cho cô. Rồi, tiếp. Lực điện từ có chiều như thế nào? Lực điện từ F này có chiều như nào đây quân? Đây nè, mũi tên đỏ là chiều đây nè. Quân bật mic lên. Lực điện từ có chiều đi như thế nào? Cô đi ra. Đi xuống dưới, đi xuống dưới mặt đất đó, được chưa? Đi xuống dưới. Như vậy bạn xoay bàn tay làm sao cho dòng điện đi ra và ngón tay cái phải hướng xuống dưới. Ngón tay cái của bạn hướng xuống dưới đi. Xoay bàn tay làm sao cho ngón tay cái đi xuống dưới. Đó, xoay đi. Dòng điện đi ra. Rồi lòng bàn tay của bạn đang hướng về đầu nào? Về phía bên nào? Cô là bên phải. Bên phải của bạn đúng không? Do đó bên phải sẽ là từ cực Bắc. Kiểm tra xem đúng không nha. Quân đặt để nguyên như vậy. Dòng điện đi vào. À, dòng điện đi vào. Lực điện từ hướng xuống. Đi vào là từ cổ tay đến ngón tay giữa phải đi vào. Lực điện từ đang hướng xuống. Đó, lòng bàn tay đang về ở hướng về bên phải nè. Do đó bên phải sẽ là từ cực Bắc, hoàn toàn chính xác nha. Rồi, và bên trái sẽ là từ cực Nam. Rồi, được rồi. Tiếp theo đến câu C. Các bạn có thể vẽ nhanh vào vở nha. Vẽ thật nhanh vào những cái hình đó vào vở cho cô. Rồi cô mời bạn tiếp theo nha. Cô mời Tuấn Kiệt nào, đặt tay lên trên màn hình cho cô. Tuấn Kiệt. Gia Huy chuẩn bị nha. Gia Huy chuẩn bị câu tiếp theo. Tuấn Kiệt đâu, đặt bàn tay trên màn hình cho cô. Rồi bạn Tuấn Kiệt cho cô biết nè. Ở câu C, dòng điện có chiều như thế nào? Dạ em không biết cô. Đây, nhìn đây, đây là dấu cộng. Dấu cộng là dòng điện có chiều như thế nào? Đây, đọc trên màn hình cho cô đây nè. Đây, đọc. Đây. Đọc đi Kiệt, cô đang chỉ mũi tên cho đọc đây nè. Đâu rồi Kiệt, đâu rồi? Không biết thì cô hướng dẫn đây mà. Dòng điện có chiều đi vào, bạn Tuấn Quyền đặt tay trên màn hình cho cô. Cô hướng dẫn cho bạn đặt nè, đặt đi, cô hướng dẫn. Dòng điện có chiều đi vào. Thì bàn tay hướng vào cho cô. Các ngón, đây nè, từ cổ tay đến ngón tay hướng vào màn hình. Hướng đi. Làm được đúng theo hướng dẫn của cô thì cô gỡ cho gỡ điểm cái phần kiểm tra thường xuyên. Nhanh lên. Kiệt ơi, bạn đặt tay vào màn hình đi, cô mới nhìn thấy. Cô chỉ nhìn thấy chỏm đầu của bạn thôi, không nhìn thấy gì khác. Cô bảo không biết làm thì cô hướng dẫn cho mà làm cũng không thèm nghe luôn. Làm đi, cô đã bảo là làm đi thì cô cho gỡ điểm. Dòng điện hướng vào, ngón tay cái, cổ tay đến ngón tay giữa hướng vào. Lực điện từ đang có chiều như thế nào đây bạn Kiệt? Lực điện từ F có chiều hướng sang bên nào? So với tay của bạn, bạn chỉ cần nói hướng sang bên nào so với tay của bạn nói coi. Hướng sang tay phải hay tay trái? Dạ. Lực điện từ F đang hướng sang bên nào bạn Kiệt? Đây nè, F đây. Đang Dạ. hướng sang bên nào? Dạ bên phải. Dạ Bên bên phải. phải. Rồi dòng điện đi vào, bạn đặt tay như vậy trước màn hình cho cô. Bạn đặt đặt tay đi để cô hỏi bạn tiếp nè. Đặt chưa? Đặt sao cô? Đây, dòng điện đi vào. Đây, bàn tay đặt úp xuống cho cô. Bàn tay đặt úp xuống. Đây, cô đang đặt trên màn hình cho Cũng bạn vậy xem à? nè. Ơ hay nhở. Đây. Bàn tay của cô đây đang úp xuống dưới. Thấy không? Đó. Ngón tay cái chỏi ra chỉ chiều lực điện từ. Đó. Rồi lòng bàn tay của bạn đang hướng xuống hay hướng lên? Dạ hướng xuống. Hướng xuống, cái lập mặt lòng bàn tay đang hướng xuống, do đó cực dự ở bên dưới sẽ là cực Bắc nha. Lòng bàn tay hướng về đâu thì đầu đó là cực Bắc.
Đó, chú ý cho cô, nó không có khó nhưng mà bạn phải chú ý nha, không hề khó một tí nào, chỉ cần lưu ý một tí là làm được thôi. Đó, rồi đó là câu C. Câu D. Cô mời bạn, các bạn khác thì viết bài đi nha. Những bạn cô sẽ gọi những bạn còn chậm hơn nha. Như vậy những bạn học tốt rồi thì cảm phiền trong giờ này cô sẽ ít gọi nha, hoặc có thể không gọi đâu nha. Cô mời Gia Huy nào. Cô sẽ gọi những bạn học chậm hơn để cho các bạn ấy biết làm. Rồi, Gia Huy. Mỹ Tiên, Mỹ Tâm chuẩn bị nhá. Gia Huy đặt tay nào, Gia Huy sao màn hình tối vậy Gia Huy? Rồi Gia Huy, câu D cho cô biết này, dòng điện có chiều đi như thế nào? Dấu chấm này nhìn qua bên đây cô có chú thích bên đây nha. Bên tay phải các bạn cô có chú thích rồi đó. Dòng điện có chiều như nào Gia Huy? Đi ra, đúng rồi, lực điện từ hướng về bên nào? Hướng về bên tay nào so với bạn á? Bên trái. Rồi đặt bàn tay đi Gia Huy, cô không nhìn thấy gì hết cả, bạn để màn hình mờ quá. Bạn để ở chế độ mờ, cô để cô nhìn thấy rất là mờ. Rồi đặt bàn tay đi nhanh lên. Mất thời gian của lớp nào Huy, nhanh lên. Đặt bàn tay đi, bạn đặt sao bạn đặt tùy bạn. Bàn tay trái, Huy ơi, bàn tay trái. Quy tắc bàn tay trái thì đặt bàn tay trái, bạn vừa giơ tay phải lên đó. Tay trái đâu giơ lên, rồi. Không có, rồi, dòng điện đang đi ra. Cực Bắc, cực Nam đang, là cực trên, cực dưới mà. Do đó là bàn tay trái đặt lên, Huy. Ồ ghê á. Đặt đại đi, đặt hướng ra cho cô, dòng điện đi ra thì bàn tay trái cứ đặt hướng ra. Đặt đại đi, sau đó chỉnh sau. Hướng vào mặt đi, đặt nằm ngang hướng vào mặt của bạn á. Không có co lại. Bàn tay phải mới co nhá, bàn tay phải mới nắm lại. Còn bàn tay trái mở ra. Trời ơi, không biết đặt luôn nè, đặt như vậy đi. Đặt vậy cho cô úp xuống. Cực Bắc và cực Nam, một cực trên, một cực dưới, cho nó phải úp xuống, một úp xuống, hai là ngửa lên. Rồi úp xuống đi. Đó, khép các ngón tay lại. Ngón tay cái duỗi thẳng ra để chỉ 90 độ này, vuông góc. Rồi, tiếp nha, dòng điện đi ra, xoay bàn tay ra cho cô, xoay bàn tay về mặt. Ngón tay úp xuống giống cô nè. Trời ơi, không úp được luôn nữa hả? Úp xuống giống cô. Các bạn khác đặt đi, Minh Nhật đặt đi, Quốc Cường đặt đi, cô không nhìn thấy Quốc Cường luôn á. Hoàng Nam đặt đi. Tấn Phát, cô thấy màn hình để thấy chế độ kia thì làm sao mà nhìn thấy cái gì Tấn Phát. Huy úp bàn tay xuống Huy ơi. Dòng điện đi ra. Lực điện từ đang hướng về bên trái. Đó, như vậy đặt như vậy là đúng rồi đây nè. Lòng bàn tay đang hướng xuống hay hướng lên vậy Huy? Đặt giống cô nè. Dòng điện đi ra thì cổ tay đến ngón tay giữa phải hướng ra ngoài. Lực điện từ hướng về bên trái thì ngón tay cái chúng ta xoay bàn tay sao cho ngón tay cái phải hướng về bên trái. Đó. Thỏa mãn hai điều kiện này thì lúc này chúng ta sẽ xác định ngay được đâu là cực Bắc, đâu là cực Nam. Lòng bàn tay hướng xuống hay hướng lên Huy? Hướng xuống Hướng xuống thì bên dưới là cực Bắc hay cực Nam? cực bắc ạ. Rồi cực Bắc, đó, đặt như vậy đó. Bên dưới là cực Bắc thì bên trên sẽ là cực Nam. Rồi đây là câu số 1. Cô chụp vào nha. Ô chát. Bài này không có trong ấy đâu, không có trong sách đâu. Cô cho đó nha. Rồi. Tiếp tục. Như vậy bài số 1 là chỉ xác định về chiều đường sức từ thôi, bây giờ chúng ta sang bài số 2. À, và đây cô thêm, cô có ghi thêm phần này nữa nè. Ở câu A. Rồi, cô có nhầm cái này một chút ha. Rồi. Rồi lực điện từ là hướng sang phải nè. Rồi bên đây lực điện từ hướng từ trên xuống dưới hoặc là xuống dưới nè. Câu C là lực điện từ có chiều từ trái sang phải này, hoặc là chiều hướng sang phải cũng được. Câu D là lực điện từ có chiều hướng sang trái hoặc là từ phải sang trái cũng được nha các bạn. Rồi bài tập số 2. Bài tập số 2, hãy cho cô biết là người ta cho yếu tố nào và xác định yếu tố còn thiếu là yếu tố nào. Cô mời bạn là à,
Mỹ Tiên nào. Mỹ Tiên cho cô biết. Các bạn khác nha, chú ý vào và tự làm đi, đặt tay vẽ nhanh vào vở và tự đặt tay, tự xác định yếu tố còn thiếu. Bạn nào mà học tốt rồi đó, tự vẽ nhanh vào và xác định yếu tố còn thiếu luôn. Mỹ Tiên bật mic lên. Em đây cô. Rồi cho cô biết là ở bài số 2 này người ta yêu cầu chúng ta xác định yếu tố còn thiếu là yếu tố nào. Ngay cái đề bài đã thể hiện rồi đó. Trong đề bài có đó. Một số bạn đã tắt camera rồi. Đó, không biết gì này, thấy cô hỏi đến mà không biết là xác định yếu tố nào luôn á. Không biết là mình phải xác định yếu tố nào. Bạn phải nắm được cái quy tắc này có mấy yếu tố. Muốn biết nó có mấy yếu tố phải phải học bài. Ta không học bài ta cũng chẳng biết được nó có mấy yếu tố và chả biết nó là cái gì hết. Nha. Rồi Hà anh nào. Bài số 2 yêu cầu xác định cái gì đây? Trên đề bài đã thể hiện rất là rõ mà các bạn không tìm ra. Yeah. Người ta yêu cầu chúng ta xác định cái gì đây Hà Anh? Dạ, yêu cầu là xác định chiều của dòng điện chạy qua dây chiều. Dẫn. À, xác định chiều dòng điện tức là phải xác định được đây trong cái hình tròn này là dấu cộng, dấu cộng hay là dấu chấm. Như vậy Hà Anh cho cô biết là đề bài cho mình mấy yếu tố? Dạ, cho cô là 2. Đó là yếu tố nào Hà ơi? Hà Anh. Nhìn mô hình là thấy nè. Yeah. Là gì đây? Lực điện từ. À, lực điện từ F, rồi gì nữa? Cực Bắc, cực Nam tức là chiều đường sức từ, được chưa? Yeah. Cho chúng ta biết tên cực. Tức là biết chiều đường sức từ rồi và biết được lực điện từ F. Như vậy yếu tố còn lại đó chính là xác định cho cô dòng điện có chiều đi vào hay đi ra. Đi vào là dấu cộng, còn đi ra là dấu chấm. Để xác định câu A, cô mời đặt tay cho cô nha. Xem có hiểu bài không. Rồi Hà Anh đặt tay cho cô. Đặt tay lên trên màn hình, khẩn trương lên. Rồi cực Bắc ở trên, lòng bàn tay hướng lên trên, Hà Anh đặt đi. Cực Bắc ở trên mà Hà Anh, lòng bàn tay hướng lên trên cho cô. Bắc ở bên trên, lòng bàn tay phải hướng lên trên. Bạn đặt như vậy là lòng bàn tay hướng sang bên phải rồi nha. Nam châm nó nằm ở trên, ở một cái ở bên trên, một cái bên dưới mà. Như vậy lòng bàn tay cực Bắc ở trên, lòng bàn tay phải hướng lên. Hướng lên trên như thế này. Đó. Rồi, lực điện từ có chiều như thế nào Hà Anh? Hướng sang bên nào? Hướng sang bên nào so với bạn á? Bạn nhìn trên màn hình nó hướng sang bên nào, so tay nào của bạn. F này nè, hướng sang bên nào của bạn. Hà Anh trả lời đi, cô đang hỏi bạn đó. Lực điện từ F đang hướng bên tay, về bên tay nào của bạn Hà Anh? Dạ, tay trái. Bên tay trái. Rồi, từ ngón tay trái này nè, đây nè, hướng về bên tay trái cho đó. Cái ngón tay cái của chúng ta phải hướng về bên trái như này. Cực Bắc hướng lên, lòng bàn tay phải hướng lên. Đó, lực điện từ đang hướng về bên trái thì ngón tay cái của chúng ta phải hướng về bên trái, bởi vì ngón tay cái chính là lực điện từ. Rồi Hà Anh cho cô biết dòng điện là chiều từ cổ tay đến ngón tay lúc này này, ngón tay giữa. Lúc này dòng điện có chiều như thế nào? Dòng điện có chiều như thế nào? Dạ, chiều từ. Chiều đi như thế nào? Dấu cộng hay dấu chấm, bạn điền dấu gì vào đây? Dấu cộng. Dấu cộng tức là dòng điện có chiều đi như thế nào? Từ. Đi vào. Đi vào, các bạn về nhà nhớ học bài và vận dụng để làm bài tập đi nhá. Đi vào, đây nè, cô đặt bàn tay như vậy rõ ràng từ cổ tay đến ngón tay giữa đang hướng vào màn hình này. Đó đây là dấu cộng. Nếu như thế này thì nó sẽ là hướng đi ra. Đó. Cứ như thế này, như thế này, chơi như thế này, đó là hướng ra hết. Còn như vậy là hướng vào màn hình này. Đó, hướng vào. Chúng ta chú ý cho cô một tí nha. Cô đã giảng rất kỹ ở những bài kia rồi mà những bài này các bạn vẫn không nắm được. Tức là các bạn không có tập trung học và không có có quan tâm đến cái việc học của mình. Nha. Rồi cô mời tiếp theo nào, câu tiếp theo cô mời Hoàng Nam nào, cô B. Hoàng Nam đâu, đặt tay cô xem thử nào.
Rồi, đặt tay đi Nam. Các bạn nào đang tắt camera bật lên cho cô, hồi nãy bật rất là nhiều, bây giờ tắt rất là nhiều rồi. Hoàng Nam đâu rồi? Có bị mờ quá không cô? Hoàng Nam cho cô biết nào. Lực điện từ có chiều như thế nào? Dạ, thưa cô là đi xuống. Đi xuống, do đó ngón tay cái điều chỉnh cho nên đi xuống dưới. Đó. Cực Bắc đang ở bên nào? Dạ, bên phải. Bên phải, lòng bàn tay sẽ hướng về bên phải, đặt đi Nam. Dạ rồi cô. Cũng nhìn thấy gì hết á. Vậy thì dòng điện có chiều đi vào hay đi ra? Dạ, dòng điện có chiều đi ra. Điền vào đây dấu gì? Dạ, dấu chấm. Dấu chấm. Kiểm tra nha. Rồi. Bắc bên tay phải các bạn, lòng bàn tay hướng bên phải, dòng lực điện từ hướng xuống, do đó phải điều chỉnh bàn tay lại, lòng bàn tay vẫn luôn hướng phải, dù điều chỉnh kiểu gì mặc kệ các bạn, nhưng cực Bắc bên phải lòng bàn tay phải hướng về bên phải, rồi lực điện từ đi xuống, ngón tay cái đi xuống, như vậy từ cổ tay đến ngón tay giữa của chúng ta lúc này đang hướng ra ngoài màn hình của cô hoặc hướng ra ngoài màn hình của các bạn, do đó dòng điện có chiều đi ra, đây là dấu chấm, chưa? Tiếp tục câu C nào, câu C, cô mời Lan Anh nào, Lan Anh đặt tay cô Lan Anh, Quỳnh Anh chuẩn bị nhá. Lan Anh cô biết à, lực điện từ có chiều như thế nào? Lan Anh đâu, đặt tay đi, đừng làm mất thời gian của lớp bạn, làm nhanh đi. Cô đang nhìn thấy cái trần nhà của bạn. Bạn xoay cái màn hình camera trở lại cho cô để cô nhìn thấy mặt của bạn. Để nhìn thấy bạn đặt tay, bạn đang chiếu lên trên trần nhà đây nè. Rồi bạn Lan Anh không tương tác đúng không? Nếu Lan Anh không tương tác cô sẽ nhắn tin riêng cho phụ huynh nè. Là cái màn hình camera thì để lên trần nhà và học thì không tương tác với giáo viên. Bật mic lên. Cô hỏi thì phải bật mic lên chứ. Cứ để cái màn hình rung rinh suốt nè. Để yên cái màn hình. Đó, để yên cái màn hình là thấy cái trần nhà cả lớp nhìn thấy thế nè. Đó, thấy cái trần nhà thôi. Các bạn có thể di chuyển trên màn hình để nhìn thấy từng bạn trong lớp mình. Đó, bây giờ màn hình đã hết rung rinh rồi. Việc bạn điều chỉnh cái camera quay trở lại mặt bạn. Rồi Lan Anh thoát ra ngoài luôn rồi đây. À đây nè, đây rồi. Rồi đặt bàn tay cho cô coi Lan Anh. Cái màn hình camera bạn vẫn chưa điều chỉnh. Bật mic rồi nè thì đặt tay cho cô. Bạn đặt tay làm sao để cô nhìn thấy? Bạn điều chỉnh camera làm sao để cô nhìn thấy cái mặt bạn á? Chứ không phải là nhìn thấy cái trần nhà. Cô đang nhìn thấy cái trần nhà này, thạch cao ở trên trần nhà của bạn đây này. Đây bây giờ 10 giờ 12 rồi, cứ làm mất thời gian một mình bạn hết mấy phút của lớp rồi. Đặt bàn tay vào trên màn hình camera cô xem coi. Cực Bắc đang nằm ở dưới mà lòng bàn tay của bạn hướng lên trên. Cực Bắc nằm ở dưới, lòng bàn tay phải hướng xuống dưới chứ. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Đó, không biết đặt luôn á. Đó, lòng bàn tay đặt xuống dưới. Rồi lực điện từ có chiều hướng sang bên nào? Lực điện từ F này nè, có chiều hướng sang bên nào? Lan Anh trả lời đi. Rồi Ngọc Ánh trả lời cho cô lực điện từ đang có chiều hướng về bên nào. Bạn Lan Anh đặt tay trên màn hình đi nha. Lực điện từ có chiều hướng sang bên nào Lan Anh? À Ngọc Ánh. Hướng sang bên nào? Là sang bên phải. Các bạn cứ nhìn coi nó hướng về bên tay nào các bạn thì hướng về bên đó nha. Đang hướng về tay phải các bạn thì F đang hướng về bên phải. Lòng bàn tay hướng xuống dưới vì cực Bắc ở dưới. Lực điện từ F đang bên phải thì ngón tay cái phải hướng về bên phải rồi đặt đi. Ngọc Ánh đặt tay trên màn hình. Lan Anh đặt lên. Đây. Đầu bàn tay hướng xuống dưới vì ở dưới là cực Bắc. Lực điện từ bên phải, ngón tay cái hướng về bên phải. Lan Anh cho cô biết dòng điện đang đi vào hay đi ra.
Ngọc Ánh cho cô biết dòng điện đi vào và đi ra. Ngọc Ánh. Dạ thưa cô, là đi vào. Cổ tay đến ngón tay giữa của cô đang hướng vào màn hình, do đó dòng điện có chiều đi vào. Các bạn về nhà cố gắng lo mà học bài đi nhá. Những cái này có quá đơn giản đi. Dòng điện đi vào, điền vào đây dấu cộng. Rồi hình D. Hình D cô mời Diệp Anh đặt tay trên màn hình cho cô. Hình D. Diệp Anh đâu đặt tay trên màn hình nào? Minh Thắng cũng đặt đi Minh Thắng ơi. Có nhiều bạn học chậm lắm nhưng mà cô chưa có gọi được hết đâu nha. Diệp Anh đặt đi. Khẩn trương lên Diệp Anh ơi, hết trễ giờ rồi. Cô chưa thấy bạn Diệp Anh đặt tay. Cực Bắc ở dưới thì chúng ta đặt lòng bàn tay hướng xuống dưới nào. Diệp Anh đặt bàn tay trái lên trên màn hình cho cô. Khép bàn tay lại, khép các ngón tay lại. Trời ơi, bàn tay trái nó đâu có cục như thế này đâu. Bạn đang đặt tay phải đó, đưa bàn tay trái lên cho cô. Rồi lực điện từ đang hướng về bên nào? Hướng về bên tay nào của bạn? Lực điện từ F này này đang hướng về bên nào? Khi cô gọi mình thì mình cứ bật mic lên. Bao giờ cô gọi nói xong, trả lời xong hết thì hãy tắt mic đi. Diệp Anh bật mic lên. Các bạn khác đặt tay cô nhìn coi. Diệp Anh bật mic lên cho cô. Trời ơi. Bật mic lên Diệp Anh ơi. Dạ cô. Rồi lực điện từ đang hướng về bên nào? Cô hướng về bên trái. Hướng về bên trái thì bạn xoay sao cho ngón tay cái của bạn phải hướng về bên trái. Nếu xoay như cô là đang hướng về bên phải, tay phải của các bạn cũng như tay phải của cô. Xoay đi. Xoay. Đó, xoay như vậy. Rồi, ngón tay cái đã hướng về bên phải nè. Rồi, lòng bàn tay đã hướng về cực bắc ở bên dưới rồi. Vậy thì dòng điện có chiều như thế nào Diệp Anh? Đây, từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều dòng điện. Dòng điện đang có chiều như thế nào? Dạ thưa cô là... Dòng điện đang hướng vào màn hình hay là hướng ra ra màn hình? Dạ hướng vào ra. Hướng ra ta điền dạ, vào đây giống ra. Gì? Ta điền vào cái hình tròn này giống gì? Dạ dấu cộng. Dấu chấm. Hướng vào như thế này mới là dấu cộng nè. Còn đang hướng ra mà. Hướng ra khỏi màn hình thì là dấu chấm. Đó. Nhảy về nhà vẫn chưa chịu vận dụng và làm bài tập nha. Đó, có rất nhiều điều cần nói này. Đó, còn bài tập số 3 nữa là xác định chiều lực điện từ nữa cơ. Nhiều bài lắm, phía sau còn nhiều bài lắm nha. Rồi cô chụp cho vào ô chat nha để về nhà tham khảo nè. Những bạn chậm chúng ta tham khảo cho cô. Giờ nói đó, bây giờ học chậm thì cũng không thể nào nói được nhiều. Đó, học chậm thì đi chậm thôi chứ không nói được nhiều. Thôi cô sẽ dừng tiết học tại đây nha các bạn. Rồi Quân ở lại với cô một chút.